chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Kim. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Khi quý vị xem chương trình này qua YouTube thì xin mời quý vị vui lòng ghi danh bằng cách bấm vào nút subscribe. Ngày hôm nay thì một phúc trình y tế đăng trên tạp chí y khoa The Lancet, tức là tạp chí y khoa ở khu vực New England, cho biết hầu hết những bệnh nhân mà bị lây nhiễm virus, coronavirus này đó, khi mà họ trở nên bệnh nặng và phải sử dụng máy trợ thở ventilator ở tại hai cái bệnh viện New York thì đã phần lớn đã không có sống sót. Bản phúc trình này tương tự như những cái thống kê tại Âu Châu cũng như tại China, xác nhận là cái thành phần lớn tuổi thì rất là nguy hiểm đến sinh mạng của họ nếu mà họ bị lây nhiễm virus, đặc biệt là những cái người mà mang những cái bệnh trầm kha giống như là cao máu, tiểu đường, tim mạch hay là bệnh mập phì. Các bác sĩ nói nhiều người tới và sau đó thì chết hay là bị đưa vào trong cái tình trạng gọi là phải sử dụng máy trợ thở, thì họ phần lớn là cho rằng là họ bị bệnh cảm cúm, nhưng mà thật sự ra là họ đã bị lây nhiễm virus. Thì cái phúc trình này đã dựa lên trên cái 257 bệnh nhân đau nặng và cái tỷ số 1/4 bệnh nhân bị virus và đã nhập viện tại hai cái bệnh viện ở cái phía bắc thành phố New York City từ ngày 24 tháng 3 cho đến ngày 24 tháng 4. Thì với những cái người đau nặng đó thì cái thống kê cho thấy là 39% những người này đã chết vào ngày 28 tháng 4 và sau đó, và cái tỷ lệ khác là 37% thì vẫn còn điều trị tại bệnh viện. Người ta thấy rằng là không có cái bệnh nhân nào mà bị bệnh virus nặng dưới 30 tuổi mà bị thiệt mạng. Chỉ có rất một số ít những người này thì phải sử dụng tới cái máy trợ thở, nhưng mà hơn 80% những cái người trên 80 tuổi thì phải sử dụng máy trợ thở, nhưng mà họ không có cái cơ may để mà có thể thoát qua khỏi cái cơn bệnh đại dịch này. Đa số đều sau đó họ đều chết. Cái tỷ lệ tử vong của những người trên 70 tuổi sử dụng máy trợ thở đó thì đã lên tới gần như là 70%. Nói tóm lại là cái số người mà đi vào nhà thương mà lâm trọng bệnh vì cái virus thì đa số là những cái người thành phần cao niên. Cái phúc trình này cũng cho biết luôn là cái tình trạng mập phì cũng rất là nguy hiểm khi mà lây nhiễm cái virus này, và đa số những cái người này đó thì bị mập phì thì là ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà ngược lại ở tại China đó, thì cái thành phần mà bị lây nhiễm virus mà trở nên bị trầm trọng và có thể bị chết đó, thì đa số là những cái người vì cái tình trạng ô nhiễm hay là họ hút thuốc lá thì họ chết vì cái ảnh hưởng vào cái phổi nhiều hơn. Thì người ta mới thử tìm hiểu ra đó, và cái nghiên cứu thì người ta nói là những cái người mà mập phì đó thì nó ảnh hưởng tới cái phổi của họ, cái phổi họ phải làm việc nhiều quá, thành ra khi mà họ bị lây nhiễm virus đó, thì họ không có cái cơ hội sống sót, nó không có được cao. Và những cái người mà ở châu Mỹ Latin, tức là những người mà chúng ta hay gọi là người Mỹ đó, và cái người da màu, tức là người da đen đó, thì cái tỷ lệ mà bị lây nhiễm rất là nhiều và cái tỷ lệ mà bị thiệt mạng nó cũng rất là cao. Thì người ta tìm hiểu cái lý do tại sao, thì người ta nói rằng là khi mà những cái người này, những cái người Mỹ mà bị lây nhiễm cái bệnh coronavirus đó,
thì họ họ đợi một thời gian tương đối khá lâu, tức là sau khi mà họ nhiễm bệnh nặng rồi đó, 5 ngày sau họ mới đi vào trong bệnh viện. Đối với những người da màu là người da đen đó thì tới 7 ngày sau họ mới đi vào bệnh viện. Còn những cái sắc dân khác như người da trắng thì chỉ có 3 ngày khi mà họ bắt đầu trở bệnh nặng thì 3 ngày là họ đi vào nhà thương thưa anh. Vâng. Khi mà chúng tôi trình bày với các quý vị về cái những người lớn tuổi đó ở trong các nursing home mà bị chết nhiều khi mà bị bệnh nặng phải sử dụng tới cái máy thở đó, là chúng tôi muốn nói với quý vị điều này. Cái tình trạng những người mà trẻ mà bị khỏe, cái hệ thống miễn nhiễm tốt, khi mà nó nhiễm thì nó sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Tuy nhiên những người nằm ở trong, chúng ta biết là những người nằm ở trong khu vực nursing home hoặc là những người, những nhà là nhà già ở bên Hoa Kỳ, đa số thứ nhất là lớn tuổi, và những người đó mang nhiều chứng bệnh, từ bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, mập phì, rồi có những người như là giai đoạn cuối của bệnh cancer, vân vân và vân vân, và có những người bị bệnh phổi nữa. Và chúng ta biết rằng bây giờ thì người Mỹ bắt đầu như là giảm hút thuốc rồi. Tuy nhiên những người cao tuổi đó, thì đa số những người cao tuổi cái tiền sử của họ là hút thuốc rất nhiều, và vì vậy cho nên cái phổi nó bắt đầu yếu đi. Quý vị biết là khi ở bên ngay và bên Mỹ này, nhiều khi quý vị mà vào tới bác sĩ Việt Nam đấy để khám bệnh thì bác sĩ lớn tuổi, người Việt Nam lớn tuổi, bác sĩ cũng vẫn cho phải cái thuốc hít vô để nó dễ thở. Và vì nhiều khi chúng ta ở Việt Nam cũng hút thuốc nhiều, rồi tiếp xúc với lại những cái không khí không tốt đó, cho nên cái độ thở của cái phổi này yếu đi. Do đó đa số là những người bị phải thở, và đấy là người Việt Nam bình thường thôi, huống chi những người Mỹ. Rồi trong thời gian trước ấy, bây giờ chúng ta thử nhìn với những người Mỹ, nhất là những người da đen hoặc là những người mẹ, người ta mọc thổ lù đó. Và tính cái đó, cơ thể người ta đã quá nhiều bệnh rồi, cho nên khi mà bị khó thở đó vào bệnh viện thì dĩ nhiên là bình thường người ta đã khó thở rồi, bây giờ mà bị nhiễm cái đó lại còn khó thở hơn nữa. Cho nên cái dù dùng cái máy trợ thở cho họ cũng làm cho họ rất là làm khó khăn để mà có thể giữ được độ mạng sống của họ. Và khi chúng tôi trình bày như thế thì chúng tôi thấy cho quý vị thấy rõ điều là quý vị không nên quá sợ, bởi vì khi mà chúng ta ở trong tình trạng khỏe khoắn bàng hoàng và chúng ta ở trong nhà rồi, chúng ta ít bệnh, nhất là nếu mà chúng ta có bệnh chẳng hạn thì bác sĩ cho chúng ta thuốc để chúng ta ngừa bệnh ngay tức khắc, chẳng hạn như tiểu đường thì nó không bị ảnh hưởng của đường nhiều. Đó là cái tình trạng mà làm cho chúng ta tương đối là dễ dàng. Và chúng tôi cũng đã trình bày cho quý vị biết rằng cái tình trạng như người Á Châu của chúng ta thì tỷ lệ tử vong tương đối là rất là ít, không nhiều. Vâng. Một cái nghiên cứu mới đây của trường đại học y khoa ở Hồng Kông thì người ta nghiên cứu về cái coronavirus, thì người ta nói rằng là thực sự ra cái kháng thể mà gọi là cái T cell của con người đó thì nó có thể chống lại được, nó cũng có đầy đủ cái khả năng để mà chống lại cái con virus. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó đó, theo cái sự nghiên cứu của người ta nói là khi mà cái con virus nó vào đó, có những cái trường hợp thì nó đột phá, nó chống, nó kháng thể, cái nó đối kháng một cách mạnh mẽ, và nhiều khi nó ăn luôn cả những cái kháng thể ở trong cái hệ thống miễn nhiễm của cái người bệnh nhân đó. Nhưng mà ngược lại thì có khi thì cái kháng thể đó nó hầu như là nó bị gọi là nó ở trong cái tình trạng bị tê liệt. Được. Và nó ngủ quên. Thì hiện tại bây giờ các cái bác sĩ người ta tìm cách làm thế nào sử dụng những cái phương thức hoặc là những cái thuốc kháng sinh để mà đánh thức cái con kháng thể đó lên. Anh thì chắc là trong ấy anh có thể cắt nghĩa cho quý khán thính giả biết rõ cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Một trong những hệ thống mà nó chống lại cái con virus đó, nó ở trong cơ thể người, nó gọi là hệ thống T cell. Thì cái hệ thống T cell là tế bào T đó. Thì nếu mà hệ thống T cell này nó bị các virus nó
nó gọi là tấn công, nó làm hư hỏng đi, hoặc là nó làm cho cái hệ thống tĩ siêu để không nhận ra con virus nữa, thì chắc chắn là cái người ta sẽ khó lòng chống được cái bệnh. Chẳng hạn như là cái bệnh HIV đó, nó cũng làm cho hệ thống tĩ siêu nó bị coi như là tác động vào hệ thống tĩ siêu, khiến cho người ta không có khả năng để mà chống lại con vi trùng, con virus HIV. Đầu tiên thì cơ thể người ta chống được, nhưng mà tới lúc từ 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 hệ thống này nó bị mất từ từ, nó yếu dần dần đi, tới lúc nó không chống được nữa thì lúc đó con người sẽ bị bệnh. Cho nên chúng ta cũng có thể nghi rằng cái con virus Vũ Hán này nó có những cái đặc tính của một con vi trùng gọi là HIV, khiến cho nó cũng có đặc tính để mà những thuốc trị bệnh HIV cũng có thể trị được. Cho nên ở bên Hồng Kông đó, người ta dùng một cái gọi là một cái hỗn hợp một số các thuốc, trong đó có thuốc trị bệnh HIV cộng với thuốc trị bệnh viêm gan nữa, rồi cuối cùng thì người ta cũng có thể người ta chữa được, trị được cái con HIV này, con coronavirus này, Vũ Hán này. Tuy nhiên thì tất cả những cái thuốc mà trị về những con virus này nó có những cái phản ứng đối với cơ thể cũng rất là độc chứ phải không. Chẳng hạn như là cái remdesivir mà chúng ta vẫn thường nói ấy, thì cái đó khi mà chúng ta sử dụng cái đó, thứ nhất là phải chích vô, dùng được tiêm truyền vô. Cái thứ hai nữa là khi mà sử dụng cái đó, nó làm cho cái phổi của chúng ta có thể rất là nguy hiểm. Cho nên cái đó nếu mà so sánh với lại cái hydroxychloroquine ấy, thì bây giờ người ta cứ chê tôi ngoài, hoặc là người ta nói là cái đó nguy hiểm. Cái hydroxychloroquine ấy, khi mà nó đã được sản xuất trong thị trường từ lâu lắm rồi, thì nó là an toàn mới được đưa ra thị trường, chứ không phải không. Chỉ có một điều là khi mà xài cái đó thì có thể nó làm cho cái QT interval nó dài ra và nó làm bị arrhythmia. Chứ nếu so sánh cái mức độ mà nguy hiểm, khó khăn nguy hiểm, thì cái remdesivir hay là những thuốc trị bệnh HIV nó nguy hiểm hơn nhiều. Vâng. Bây giờ chúng ta sang qua cái phần mà nó cũng rất là nguy hiểm hơn, cũng không kém gì cái đại dịch, tức là nếu mà cái nền kinh tế của nước Mỹ mà nó đi từ cái chỗ suy thoái mà nó đi đến cái chỗ lụng bại thì nó sẽ suy sụp, thì cái đó nó còn nguy hiểm hơn. Và cái người ta nghĩ rằng là cái số lượng người chết vì tâm thần hay là chết vì những cái biến cố xảy ra mà họ không bao giờ ngờ được hết, chẳng hạn như thất nghiệp lâu quá, nghèo khổ, mất cả tài sản, và có những cái người có khuynh hướng tự tử, thì người ta nói rằng cái con số đó nó còn cao hơn là cái con số tử vong vì cái con virus. Thì tất cả những cái người Mỹ cái hồi tháng 3, hồi tháng 4 vừa rồi, thì mọi người cũng đã nhận được một cái số tiền trợ cấp của chính quyền liên bang qua cái sở thuế của liên bang là IRS đó. Thì cái ngân khoản mà quốc hội đã biểu quyết để mà cứu trợ theo cái đạo luật gọi là CARE Act thì nó lên tới 239 tỷ. Tuy nhiên thì cho đến giờ phút này quốc hội cũng như một số các cái chuyên viên về kinh tế hay là những cái người mà có thẩm quyền về kinh tế của chính quyền liên bang, ngày hôm nay thì ông chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang là ông Jerome Powell đã ra điều trần trước quốc hội cùng với ông Mnuchin, tức là ông tổng trưởng tài chính Steve Mnuchin. Thì ông chủ tịch ngân hàng dự trữ ông nói rằng là cái nền kinh tế Mỹ nó không có biết được là những cái bất ổn đó nó phải có một cái thời gian dài nữa mới có thể nhìn thấy được cái chiều hướng của nó đi lên như thế nào, và vì vậy phải cần đổ thêm tiền vào, và quốc hội cũng như chính quyền liên bang là phải châm tiền vào để cho cái nền kinh tế nó được kích thích. Ngược lại thì ông tổng trưởng tài chính thì ông nói rằng là cái nền kinh tế nếu mà được mở cửa trở lại toàn diện đó
thì cái nền kinh tế nó sẽ bộc phát một cách nhanh chóng, là bởi vì sau một cái thời gian mà bị cấm túc, tức là mọi người dân Mỹ đều ở lại trong nhà, thì tất cả những cái hoạt động về kinh tế nó đều bị hoàn toàn như là đứng khựng trở lại, hoặc là nó chậm đi trở lại. Mà nếu bây giờ mở ra thì tự nhiên nó sẽ bung trở lại, và người ta thấy rằng là có một cái ánh sáng cuối đường hầm, có nghĩa là tới cái đệ tam cá nguyệt thứ ba đó, tức là cái mấy người cứ nói là quý ba đó, thì cái nền kinh tế Mỹ nó sẽ lên, và nó có thể đi lên theo một cái hình dạng cái V shape, tức là khi nó xuống như thế này thì nó cũng lên, vượt lên. Đó là hai cái quan điểm khác biệt nhau ngay trong chính quyền cao cấp của chính quyền liên bang. Thì người ta nói rằng là có thể mọi người đồng ý rằng là sẽ có tất cả người dân Mỹ sẽ có thêm một cái khoản tiền 1.200 đồng lần thứ hai nữa để mà kích thích nền kinh tế, và cái 1.200 này nó sẽ không có đóng thuế. Và lần này đó thì một số những cái người mà trước đây không có được lãnh cái tiền 1.200 đồng thì kỳ này sẽ được vào trong cái danh sách này. Và cái tiền mà trợ cấp cho những cái người gọi là phụ thuộc trong gia đình đó, trước đây là 500 đồng đó, thì bây giờ sẽ tăng lên 1.200 đồng, tức là mỗi một cái thành viên ở trong gia đình người nào cũng được 1.200 đồng, kể cả những cái người như là sinh viên đi học cũng sẽ được cho tiền, những cái người mà gọi là phụ thuộc mà lớn tuổi cũng được, cũng có tiền, và kể cả những cái người mà gọi là immigrant mà illegal đó, thì cũng sẽ được, nói tóm lại những người nào sống ở trong Mỹ thì cũng sẽ có một cái được chính phủ trợ cấp cho một cái số tiền 1.200 đồng. Và người ta nghĩ rằng cái số tiền 1.200 đồng đó mọi người sẽ chi tiêu, và nó sẽ làm cho cái nền kinh tế nó được kích thích trở lại. Thì cái số tiền đó nó sẽ tăng, dĩ nhiên là nó sẽ có một cái ngân khoản tương đối là lớn hơn cái 239 tỷ, tức là nó trên 300 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, như quý vị cũng biết là hồi thứ 6 vừa qua, Quốc hội Hạ viện Hoa Kỳ đã biểu quyết một cái đạo luật gọi là HERO đó, tức là một cái là trợ cấp, trong đó nó có trợ cấp cho các cái tiểu bang, các cái quận hạt và các cái thành phố đó, và cái số tiền đó nó lên tới 3.000 tỷ. Nhưng mà cho tới khi mà lên tới trên thượng viện thì phía bên thượng viện ở dưới cái quyền kiểm soát của Đảng Cộng Hòa thì họ không có chấp thuận, thì có thể là chỉ có một phần của cái đạo luật này nó sẽ được áp dụng, có nghĩa là nó sẽ có những cái tiền để cho những cái cá nhân ấy, và nó sẽ có những cái ngân khoản để giúp cho các cái tiểu cơ sở kinh doanh nhỏ, và nó cũng sẽ có những cái tiền để giúp cho chính quyền quận hạt, chính quyền thành phố nói chung. Thì cái sự khác biệt giữa quan điểm mà gọi là kích thích nền kinh tế bằng cách cho tiền cá nhân xài giữa đảng Dân Chủ và cái đảng Cộng Hòa, hai cái nó khác nhau nhiều. Lý do phía bên đảng Dân Chủ thì họ nói rằng là cái việc cho 1.200 đồng đi mỗi cho mỗi người, và mỗi người lấy cái tiền nó muốn xài gì thì xài, thì khi mà họ đi ăn xài thì cái nền kinh tế nó sẽ bộc phát trở lại. Nhưng mà phía bên đảng Cộng Hòa họ nói rằng là cái kinh nghiệm của cái kỳ đại suy thoái năm 2008-09 cũng vậy, đã có một lần cho một cái số tiền như vậy, nhưng mà những cái người mà được trợ cấp như vậy thì họ thấy rằng cái tiền trợ cấp đó nó còn nhiều hơn là cái tiền họ đi làm, thì họ không chịu đi làm, tức là không có một cái động lực nào thúc đẩy cho họ đi làm để mà hỏi, thì họ cứ ở nhà họ lãnh tiền thất nghiệp. Chẳng hạn như quý vị thấy là hiện nay những người thất nghiệp được lãnh 600 đồng trong vòng 6 tuần, mỗi tuần 600 đồng cho 6 tuần lễ, thì nhiều cái cơ sở mở cửa trở lại nhưng mà những người đó họ không muốn đi làm. Tại sao họ đi làm? Họ đi làm họ lãnh tiền ít hơn là cái số tiền 600 đồng mà họ lãnh của cái tiền thất nghiệp. Đó là cái điều mà đảng Cộng Hòa không đồng ý với cái đảng Dân Chủ. Có một cái điểm là ngày hôm nay ông chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang thì ông nói rằng là không có nên
phải nên chính quyền liên bang phải nên và quốc hội phải nên đổ tiền vào để giúp cho những cái chính quyền địa phương, tức là trong cái lĩnh vực mà công chức đó, là không có nên vì cái vấn đề quý vị biết, vì cái vấn đề coronavirus cho nên các cái thành phố cũng như quận hạt người ta bị thất thu, là bởi vì business đóng cửa không có ai làm gì hết thì họ bị thất thu, và khi họ bị thất thu thì họ không có những cái lợi tức để mà trả lương cho những cái người nhân viên, có những cái người công chức, cảnh sát, chữa lửa nói chung. Thì nó có hai phương thức, một phương thức thứ nhất là hoặc là phải sa thải một cái số nhân viên nào đó và cắt bớt một số những cái dịch vụ của thành phố, quận hạt, tiểu bang chẳng hạn, hoặc là furlough, có nghĩa là gọi là làm ít giờ đi, tức là không có đuổi người, tức là lấy lương, cắt giảm lương của công chức để mà trang trải cho mọi người hết, nhưng mà mọi người thì sẽ đi làm việc ít giờ hơn, nó gọi là furlough. Thì ông chủ tịch ngân hàng dự trữ ông nói hai thứ đó đều không có tốt hết, tại vì nếu cái vấn đề đại dịch coronavirus này nó làm cho 15% nhân viên công chức giảm đi và cái nạn thất nghiệp nó sẽ cao lên thôi. Vâng, thực ra thì trình bày những vấn đề kinh tế này trước đàn lừa quốc hội thì đàn lừa nó cũng đâu hiểu gì đâu, bởi vì chúng ta biết rõ là một điều là cái luật của Hạ viện về vấn đề ấy, nó cho cái tiểu thương ấy, có 30 tỷ đô la thôi để mà phát triển để tiểu thương, trong khi đó thì cái số tiền nó lên tới khoảng hơn 50 tỷ đô la mỗi một tiểu bang ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là cho như thế thì tiểu bang thấy rõ ràng là có tiền rồi, đâu cần phải mở cửa nền kinh tế nữa, cứ tà tà thôi, và tà tà như thế đó thì tất nhiên là nền kinh tế đâu có phát triển. Và chúng ta biết một điều là tiểu thương là một cái mũi nhọn của nền kinh tế, bởi vì nó thu hút rất nhiều những công nhân, những công ăn việc làm, và người ta có công ăn việc làm. Chứ còn bây giờ cứ việc cho người ta cái số tiền rồi cuối cùng tất cả những cái tiền mà cho trong kỳ này hay kỳ trước ấy, nếu mà tính toán thì nó còn nhiều hơn là cái lương của một người nghĩa là bình thường làm việc, thì bây giờ người ta làm được gì? Đó là cái kiểu mà đảng Dân Chủ gọi là đảng lừa đó, cố tình muốn lấy phiếu để mà bỏ phiếu cho họ bằng cách là cho họ cứ lười, và tức đó là cái nền kinh tế đâu có phát triển được. Cho nên cái việc mà của chúng ta đó, là chúng ta đòi hỏi là phải tăng cái trợ cấp giúp cho các tiểu thương, bởi vì đó là một mũi nhọn. Cái điểm thứ hai nữa là làm sao để mở nền kinh tế ra, và khi nền kinh tế mở ra được rồi đó thì lúc đó nó mới có công ăn việc làm, người ta đi làm, người ta đóng tiền thuế, thì cái tiểu bang, các tiểu bang không phải là ngửa tiền ngửa tay mà xin tiền của liên bang nữa. Nhưng mà chúng ta thấy may mắn, đây là cái điều mà chúng tôi nói là may mắn điều này, mặc dù cái nền kinh tế trong kỳ này thấy sa sút, nhưng mà thực sự nếu chúng ta so sánh là từ năm 2016 cho tới năm 2020 này, trong suốt thời gian đó ông Trump lại đã làm cho nền kinh tế lên được 20, nếu là tính ra cái thị trường chứng khoán lên 29.000, bây giờ nó xuống 24.000, tất nhiên là từ 18.000 lên 24.000 là chúng ta nhìn một cách tích cực là 6.000 rồi chứ đâu phải không? Vâng. Tất nhiên Tổng thống Trump đã làm trong 3 năm trời, trong suốt đời Tổng thống Obama có làm nổi không? Làm được, làm vâng. Lên được 6.000. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề để chuyển sang phần bảo trợ của các công ty. Xin quý vị đừng rời chương trình đối diện vấn đề, chúng tôi sẽ đi vào phần 2 là cái phần gọi là The Ugly China, tức là nước tàu xấu xí. Xin quý vị khi xem chương trình đối diện vấn đề trên YouTube, xin quý vị bấm vào cái nút subscribe của chương trình chúng tôi.